Lời nguyền của sắc ướp nàng công chúa nguyên vẹn cả hình xăm. Đem chú chó lạc dễ thương về nuôi, cô gái tóc mồ hôi khi phát hiện nó là chó sói. Rồng xuất hiện ở Thiên Trì, Tân Cương. Nhân chứng nói nó màu bạc dài 15m. Thang máy rơi tự do 100m xuống khe núi, khoảnh khắc tử thần. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Bản tin khám phá ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lời nguyền của sắc ướp nàng công chúa nguyên vẹn cả hình xăm. Sắc ướp của một nữ quý tộc Scythian Sepburia có hình xăm được cho là có sức mạnh siêu nhiên, bởi sau khi bị khai quật và di truyền sắc ướp của cô, hàng loạt sự cố như động đất, lũ lụt đã xảy ra tại địa phương nơi sắc ướp được khai quật. Năm 1993, nhà khảo cổ học người Nga Natalia Polomas và nhóm của bà đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ ở cao nguyên Ukhov thuộc vùng dãy núi Altai gần biên giới Nga-Trung. Toàn bộ ngôi mộ được nhúng trong băng. Khi các nhà khảo cổ cẩn thận làm tan băng, họ phát hiện ra đây là một ngôi mộ của một nhân vật quan trọng. Bên trong có 6 con ngựa và một bộ dây cương bị hiến tế, chôn gần chiếc quan tài làm từ gỗ thông rắn. Trong quan tài là thi thể của một người phụ nữ trẻ được bảo quản nguyên vẹn, đáng kinh ngạc. Thậm chí người ta còn có thể nhìn thấy rõ những hình xăm trên da cô ấy. Các nhà khảo cổ đã di chuyển thi thể đến Novosibirsk để thực hiện các nghiên cứu cần thiết. Sự việc khi ấy đã khiến người dân Altai phẫn nộ. Họ tin rằng xác ướp, hay còn gọi là công chúa của cao nguyên Ukhov, thiếu nữ băng Siberia, là người canh giữ thần bí của Altai và là người bảo vệ chống lại các thế lực tà ác. Người dân địa phương cho rằng công chúa là tổ tiên của người Altai và phải được đưa về nơi chôn cất. Thi thể của người phụ nữ được ướp cẩn thận bằng than bùn và vỏ cây, đặt nằm nghiêng như thể đang ngủ. Cô ấy còn trẻ, tóc đã cạo trọc nhưng đội tóc giả và chiếc mũ cao. Theo khám nghiệm, người phụ nữ cao 1m67. Trên làn da nhợt nhạt, người ta phát hiện một số hình xăm theo phong cách động vật bộ lạc. Quan tài chôn cất cô được làm đủ rộng để chứa chiếc mũ nỉ dài 90cm mà xác ướp đội. Thiếu nữ này thuộc về văn hóa Paziri. Người Paziri là một tập hợp các bộ lạc du mục Scythian sống ở vùng núi Altai vào thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nhưng làm sao xác cô ấy có thể được bảo tồn tốt như vậy? Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng cho sự việc này. Người dân địa phương cho rằng việc di rời xác ướp công chúa đã khiến khu vực Altai gặp nhiều thiên tai nhân họa. Lời nguyền của xác ướp đã ứng nghiệm và người dân địa phương đã lên tiếng yêu cầu đưa xác ướp trở lại Altai. Năm 2012, xác ướp được đưa trở lại Altai nhưng không trở lại lăng mộ. Cô được đưa tới Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Altai. Đây là nơi tôn vinh văn hóa Altaian và sự khác biệt so với nước Nga. Trong bảo tàng, cô ấy được đặt trong một căn phòng đặc biệt theo tín ngưỡng của người Altai bản địa và nằm trong bản sao của chiếc quan tài cô từng nằm. Đem chú chó lạc dễ thương về nuôi, cô gái tóc mồ hôi khi phát hiện nó là chó sói. Câu chuyện về chú chó đặc biệt được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng trở nên viral, thu về tới hơn 50 triệu lượt xem. Hồi cuối tháng 2 năm 2023, một cô gái có nickname rất đặc biệt là Rice by Corvet đã chia sẻ câu chuyện thú vị của bản thân khi cô nhìn thấy một chú cún con có bộ lông đen rất dễ thương. Nó có vẻ thuộc giống Husky. Thấy vậy, cô gái đã không ngần ngại đem em cún này về chăm sóc và hết mực yêu thương nó. Cô còn đặt tên cho nó là Aquilic. Nhưng càng nuôi, Aquilic Rice càng thấy rợn người. Aquilic càng lớn thì lại càng có những biểu hiện khác lạ. Nó không còn là chú chó nhỏ hay nhảy nhót và tinh nghịch nữa, mà dần trở nên to lớn, lầm lì với đôi mắt sáng rực trong bóng tối, trông hệt như một con mãnh thú đang đi săn mồi. Rice cuối cùng đã cho chú chó đi xét nghiệm gen và kết quả cho thấy đúng như bề ngoài của Aquilic. Bộ gen của nó có 80% là chó sói xám, 10% là chó chăn cừu của Đức và 10% là chó Alaska.
Nhiều người đã để lại những bình luận khác nhau trước câu chuyện đặc biệt này. Trời ạ, nó là sói mà, nó đâu phải chó đi lạc đâu, bạn tự đem nó về nuôi đấy chứ. Trông nó thật đáng sợ, ban đêm mở mắt ra mà thấy nó ngồi cạnh thì chắc tôi ngất mất thôi. Rồng xuất hiện ở Thiên Trì, Tân Cương, nhân chứng nói nó màu bạc dài 15 mét. Vào ngày 31 tháng 8, người ta nghi ngờ một con rồng xuất hiện ở hồ Thiên Trì, núi Thiên Sơn, Tân Cương, và đoạn video đã lan truyền trên Internet. Các nhân chứng cho biết sinh vật màu bạc không rõ danh tính, được nghi là rồng dài 15 mét, nó bơi rất nhanh và biến mất trong tích tắc. Cô Ly chứng kiến nói trong đoạn video, cái quái gì vậy, tôi đã ghi lại rồi. Màn hình hiện lên trong hồ xuất hiện một sinh vật dài, bơi về phía trước, tạo ra một làn sóng dài, hơn 10 giây sau biến mất, sóng cũng biến mất. Cô Ly cho biết, cô là khách du lịch từ Thượng Hải đến Tân Cương vào lúc 16 giờ ngày 31 tháng 8. Cô và chồng đang đi dạo quanh Thiên Trì thì bất ngờ nghe thấy tiếng cá bơi và liếm nước. Cô nhìn về phía xa và phát hiện ra đó không phải là một con cá mà là một sinh vật lạ bơi về phía trước đều đặn rất nhanh. Cô nhanh chóng chụp lại hiện trường bằng điện thoại di động. Cô Ly kể, nó rất dài, phần bạc lộ ra rất sáng. Nó uốn cong rồi hạ xuống. Khi chụp xong, nó biến mất không còn nhìn thấy được nữa, hơi đáng sợ. Đoạn video về một con vật có thể là rồng bất ngờ xuất hiện ở Thiên Trì đã làm cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tôi cũng từng nhìn thấy nó ở 11 Thiên Trì vài năm trước. Rồng được người Trung Quốc tôn kính như một sinh vật tốt lành và đã được tìm thấy ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Vào ngày 21 tháng 5, một người đàn ông ở dinh khẩu Liêu Ninh cũng chụp được một sinh vật không xác định nghi là rồng bên sông Liêu Hà. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy một sinh vật lạ dài 5 mét đang lăn lộn rồi nổi chìm trên mặt nước. Một đứa trẻ trên bờ sông nhìn thấy nó và hét lên, đây là cái gì vậy? Người đàn ông cũng phát hiện ra sinh vật lạ và kêu lên, ôi trời ơi, đây là cái gì vậy? Đứa bé khẳng định, con đã nhìn thấy, con thực sự đã nhìn thấy. Theo người đàn ông chụp bức ảnh, sinh vật lạ này ước tính bằng mắt thường dài khoảng 5 mét, đột nhiên biến mất khi đến gần bờ và không ai biết nó là gì. Thang máy rơi tự do 100 mét xuống khe núi, khoảnh khắc tử thần. Thảm kịch kinh hoàng xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Aturtera ở Bali, Indonesia, đã khiến không ít người bàng hoàng. Trang CNA mới đây đã đưa tin về một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng tại chỗ xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Aturtera nằm tại khu du lịch Ubud, Bali, Indonesia. Theo đó, vụ tai nạn này xảy ra do thang máy của resort nghỉ dưỡng này đột ngột đứt cáp, rơi tự do 100 mét xuống khe núi, tạo ra một tiếng nổ lớn và khiến toàn bộ người có mặt trong thang máy thiệt mạng. Đáng chú ý, chiếc thang máy này cũng được biết đến là nơi check-in sống ảo ưa thích của nhiều khách du lịch đến với resort vì sự độc đáo cũng như khung cảnh gần gũi với thiên nhiên của nó. Được biết, 5 nạn nhân, 2 nam, 3 nữ đều là nhân viên của Aturtera và đang ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong đó, các nạn nhân được xác định là San Putu Bayu Adi Krishna, 19 tuổi, và Kadet Anti Pratikwai, 19 tuổi, Lilut Super Naisi, 20 tuổi, và Iwanya Aris Senti Anwan, 23 tuổi, Kadet Hari Andi, 24 tuổi. Sau thảm kịch, một đoạn video cho thấy khoảnh khắc các nhân viên bước vào thang máy trước khi nó bắt đầu đi lên dốc và xảy ra bi kịch đã được đăng tải lại. Trong video, có thể thấy rằng sau khi lên dốc, chiếc thang máy đã gặp sự cố và trượt xuống đường ray với tốc độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Hiện tại, cảnh sát khu vực Bali đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, bao gồm cả việc liệu vụ tai nạn có xảy ra do sơ suất hình sự hay không.
người đứng đầu phòng quan hệ công chúng của cảnh sát Bali Jansen Avitut Panathan cho biết thang máy được xây dựng khá sơ sài, chỉ với một sợi dây treo và xác nhận rằng thang máy không có phanh khẩn cấp. Chủ khu nghỉ dưỡng Liwatwati Utomo đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Mọi chi phí tang lễ, mai táng sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho các gia đình. Theo truyền thông địa phương, các gia đình nạn nhân đã nhận được từ khoảng 392 triệu đồng đến khoảng 412 triệu đồng từ chương trình an sinh xã hội BPJS Ketenaga Kendran và khoảng 98 triệu đồng từ chủ khu nghỉ dưỡng để chi trả cho hậu sự. Thưa quý vị, thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của TCT Khám Phá ngày hôm nay. Đặng Hiểu chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.